Tối 17 tháng 5 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin chi tiết về vụ việc đang gây xôn xao dư luận khi một cán bộ công an đứng nhìn người dân vật lộn với kẻ giết người đang bị truy nã trên đường. Theo Công an thành phố Hà Nội, khoảng 14 giờ 30 phút chiều 16 tháng 5 năm 2021, Đặng Phạm Sáu, 51 tuổi, trú tại bản Nam Mèo, xã Nam Mèo, huyện Quang Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bắt taxi hãng G7 do anh Nguyễn Trần Minh, 46 tuổi điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích về Thanh Hóa. Đến 16 giờ cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Senco 5 thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, do nghi ngờ Sáu không có tiền trả nên anh Minh dừng xe không đồng ý đi nữa. Đồng thời, anh Minh gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ. Bất ngờ, Sáu dùng dao bầu mang theo đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng anh Minh vẫn giằng co vật lộn với Sáu. Vừa vật lộn giằng co, anh Minh vừa hô hoán bị cướp nên đã được người dân hỗ trợ khống chế Sáu, sau đó báo cho công an xã Cự Khê đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu Sáu khai nhận do đang bị công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, Sáu nghi ngờ anh Minh sẽ báo công an bắt mình nên đã rút dao đâm anh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an huyện Thanh Oai khẩn trương xác minh điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc, chiều 17 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh. Giám đốc Công an thành phố cũng đã tặng giấy khen cho anh vì hành động dũng cảm. Qua các thông tin ban đầu, Công an thành phố Hà Nội được biết còn có một công dân tích cực tham gia giúp đỡ anh Minh khống chế, bắt giữ Đặng Phạm Sáu. Tuy nhiên cho đến nay, Công an thành phố Hà Nội vẫn chưa xác định được người này để khen thưởng. Ông ấy cứ đứng gọi ông cha thế ông hiện tượng gì? Ông bảo công an ông cha thấy can ngăn thì cứ thế đứng gọi điện thật. Tiếng mà quần áo công an chẳng thể. Liên quan đến thông tin có người mặc quần cảnh sát có mặt tại hiện trường nhưng vẫn thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế đối tượng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai xác minh, xác định người này là Nguyễn Văn Lâm, 36 tuổi, là cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Chiều 17 tháng 5 năm 2021, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai xử lý nghiêm theo đúng quy định. Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển cán bộ Nguyễn Văn Lâm về đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an huyện.